Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xoắn bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của chúng tôi thì các bạn nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông để mỗi lần mà chúng tôi update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay Xoắn bóng đá xin gửi đến các bạn những thông tin chính sau đây. Philip Nguyễn đón tin cực vui từ châu Âu. Bầu Đức bất ngờ phán câu xanh rờn với Hoàng Anh Gia Lai. Shin Chuden lại có hành động khiến fan của Công Phượng phải phẫn nộ. Thầy Park mừng hơn bắt được vàng vì điều này. Văn Hậu liên tục dự bị, chuyên gia chê huấn luyện viên Johnny Jansen không biết dùng quân. Chúng ta vừa điểm qua những tin chính và bây giờ là thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Philip Nguyễn đón tin cực vui từ châu Âu. Vào tối ngày 27 tháng 10, thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn đã có chuyến làm khách khó khăn trước Malada Boleslav, đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của giải hạng nhất Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, thủ môn Việt kiều này cùng các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc, qua đó giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội chủ nhà. Với kết quả này, đội bóng của Philip Nguyễn đã vươn lên đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 18 điểm có được, tức là nằm trong nhóm các đội được đá playoff tranh suất Europa League mùa sau. Tuy nhiên, hành trình vẫn còn rất dài và những khó khăn vẫn đang chờ đón Philip Nguyễn cùng các đồng đội ở phía trước. Nhưng nếu như cứ giữ được phong độ như hiện tại thì cơ hội đá playoff giành vé dự Europa League hoàn toàn có khả năng. Nếu điều đó xảy ra thì người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến một cầu thủ gốc Việt Nam được ra sân thi đấu tại đấu trường danh giá của châu Âu. Trở lại với trận đấu giữa Malada Boleslav và Slovan Liberec diễn ra tối ngày 27 tháng 10. Dù bị ép sân liên tục trong hiệp 1, tuy nhiên đội bóng của Philip Nguyễn đã bất ngờ có được hai bàn thắng dẫn trước vào các phút thứ 30 và 48 bằng cú đúp của Petra Musa bên phía Slovan Liberec. Ở trận đấu này, thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn đã thi đấu chắc chắn, anh liên tục trổ tài cứu cho Slovan Liberec thoát khỏi những bàn thua trông thấy. Điển hình là một pha cứu thua xuất sắc ở phút thứ 51 của trận đấu. Ở pha bóng này, bên phía đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt từ ngoài vạch 16m50. Cầu thủ số 11 của Malada Boleslav đã sút bóng rất căng và hiểm hóc. Tuy nhiên, với phản xạ xuất thần của mình, Philip Nguyễn đã đổ người và chạm tay vào bóng, đẩy bóng đi trúng cột dọc và ra ngoài, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà. Dù thi đấu xuất sắc, nhưng ở phút thứ 55, khi đội nhà phải nhận một quả phạt đền, Philip Nguyễn đã đổ người đúng hướng bóng, tuy nhiên vẫn không thể cản phá. Mặc dù vậy, chàng thủ môn Việt kiều và các đồng đội vẫn rất hân hoan và vui vẻ ra về khi trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Philip Nguyễn và các đồng đội. Bầu Đức bất ngờ phán câu xanh rờn. Đoàn kết mùa giải 2019 ứng nghiệm với những phát biểu của Bầu Đức rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà vô địch, mất gì tôi cũng mất và một không thể nào chống nổi năm. Cũng theo Bầu Đức, ông chưa có ý định tái đầu tư để Hoàng Anh Gia Lai vô địch vì chuyện một chống năm và vì chuyện trọng tài. Điều đáng chú ý là Bầu Đức từng phát biểu chuyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thể vô địch V-League năm nay từ khi đội bóng thành phố vẫn còn đang dẫn đầu V-League 2019. Khi đó Bầu Đức tuyên bố xanh dần câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà vô địch V-League, mất gì tôi cũng mất, rằng một không thể nào địch lại năm được. Một người dù mập đến đâu cũng không thể đánh bại được năm người ốm. Giới bóng đá nội hiểu rằng Bầu Đức ngầm ám chỉ hiện tượng một ông chủ nhiều đội bóng tồn tại V-League với những cuộc đua mà phần lợi luôn thuộc về nhóm các đội bóng của Bầu Hiền. Thế rồi kết quả của mùa giải năm 2019 ứng nghiệm với phát biểu cách nay nhiều tháng của Bầu Đức. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thể đi đến cùng trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Chia sẻ trên báo Dân Trí, Bầu Đức đã nói rằng những gì tôi đã nói rồi, tôi không phải nói lại nữa đâu. Vì có mỗi một chuyện mà nói đi nói lại thành ra mất hay. Nhưng những gì tôi đã nói đã phát biểu, tôi giữ nguyên quan điểm về phát biểu đấy. Ngoài tuyên bố rằng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thể nào vô địch V-League trong tình cảnh 1-5, trước đó, từ khi mùa giải còn chưa khai diễn, Bầu Đức còn nói trụ hạng tại V-League không khó. Đại khái rằng Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức chỉ đá cho vui tại V-League vẫn có thể trụ hạng. Rốt cuộc đội bóng phố núi vẫn trụ hạng tại V-League ứng với phát biểu của Bầu Đức, gỗ cán đích ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, một vị trí không đến nỗi quá thấp dù đúng là họ đã đủng đỉnh suốt cả mùa giải. Khi V-League 2019 đã khép lại, nói về V-League 2020, Bầu Đức tiết lộ rằng tôi không đầu tư để Hoàng Anh Gia Lai tranh ngôi vô địch nữa đâu. Chưa đã gặp chuyện trọng tài, rồi chuyện 1-5. Đội vẫn sẽ đá tại V-League, nhưng Hoàng Anh Gia Lai sẽ không đá để vô địch, vì tôi không đầu tư để hướng đến ngôi vô địch nữa. Shin Chuden lại có hành động khiến fan Công Phượng phẫn nộ. Vào tối ngày 28 tháng 10, trên trang Facebook của Shin Chuden đã đưa lên hình ảnh Công Phượng góp mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng này làm thủ tục trước trận đấu. Trong thông tin đính kèm, câu lạc bộ thông báo lịch thi đấu vòng 1/8 cúp quốc gia Bỉ gặp câu lạc bộ Santander League trên sân nhà. Điều này làm không ít người hâm mộ Công Phượng theo dõi fanpage của Shin Chuden mừng hụt, bởi cúp quốc gia là đấu trường được cho là vừa miếng để câu lạc bộ Bỉ này tung Công Phượng vào sân.
Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều fan tinh mắt đã lập tức phát hiện ra hình ảnh này đã rất cũ khi Công Phượng còn nhuộm tóc vàng. Đây rất có thể là trận đấu duy nhất mà Công Phượng xuất phát trong đội hình dự bị của Shinchuden. Trận đấu mà tiền đạo này ghi được bàn thắng đầu tiên trên đất Bỉ. Hiện tại Công Phượng đã nhuộm lại tóc đen từ khá lâu. Thứ hai, trận đấu mà Shinchuden đề cập đến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tới đây. Lúc đó chắc chắn Công Phượng sẽ không có mặt ở Bỉ, chứ đừng nói đến chuyện ra sân, bởi ngay ngày hôm sau sẽ là ngày đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Một diễn biến khác về vấn đề không đăng ký Công Phượng, các trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Mark Bright đã nói rằng chúng tôi gạch tên một số cầu thủ ra khỏi danh sách đăng ký cho từng trận đấu, dựa trên những gì họ thể hiện trên sân tập, cũng như dựa trên thực lực của những cầu thủ mà chúng tôi đang có và thực lực của đối thủ. Tôi có đến 29 cầu thủ và không thể làm hài lòng tất cả. Tôi buộc phải đưa ra lựa chọn của mình, huấn luyện viên Mark Bright của câu lạc bộ Shinchuden đã nói như vậy. Về tình hình của mình, Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn cho U21 Shinchuden. Dù không được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ, nhưng Công Phượng vẫn liên tục xuất hiện trong màu áo đội U21 Shinchuden. Mới đây nhất, tiền đạo gốc Nghệ An đã góp mặt trong cuộc đọ sức gặp U21 Anderlecht khi được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp 1, đồng đội của Công Phượng đã để đối thủ vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Công Phượng vẫn khoác lên mình chiếc áo số 15 quen thuộc. Anh chơi trên hàng tấn công cùng Messi Hàn Quốc là Lee Seung-woo. Những pha đi bóng của tiền đạo sinh năm 1995 đã mở ra nhiều hướng tấn công hết sức nguy hiểm cho U21 Shinchuden. Công Phượng cũng có cho riêng mình cơ hội hết sức ngon ăn để ghi bàn thắng cho đội nhà. Sau tình huống căng ngang thuận lợi của đồng đội, tiền đạo người Việt Nam tung ra cú dứt điểm ở tư thế đối mặt, tiếc rằng thủ môn đội bạn đã chơi xuất sắc. Bên cạnh đó, Công Phượng cũng có một pha đi bóng đầy khéo léo và tung đường truyền thuận lợi cho Lee Seung-woo. Cú dứt điểm của cầu thủ người Hàn Quốc cũng không thể chiến thắng được thủ môn của U21 Anderlecht. Chung cuộc, U21 Shinchuden thất bại với tỷ số 1-4. Thầy Park mừng hơn bắt được vàng vì điều này. Những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam 2 năm qua đã mang tiếng nói quan trọng giúp đưa về cơ hội tổ chức lễ trao giải AFF Award Night. Đây là giải thưởng lớn nhằm tôn vinh những cống hiến của các ngôi sao bóng đá khu vực. Sau rất nhiều thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm trở lại đây, người hâm mộ tin tưởng bóng đá nước nhà sẽ gặt hái nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể trong buổi lễ vinh danh đầy trang trọng này. Tiếp nối những thành công của năm 2018, năm 2019 chứng kiến những bước đột phá trên con đường vươn mình của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vào đến tứ kết Asian Cup 2019 với màn trình diễn ấn tượng trước các đội bóng lớn. Sau đó là ngôi Á quân giải King Cup trên đất Thái Lan, nơi mà đội tuyển Việt Nam trực tiếp đánh bại đội chủ nhà. Trong khi đó, ở vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra, đội tuyển Việt Nam đang có 7 điểm và đứng đầu bảng cùng với Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp. Ở cấp đội trẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á với 9 điểm tuyệt đối. Sau đó là những kết quả ấn tượng trong các trận giao hữu gần đây. Cuối năm nay, thầy trò Park đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30 trên đất Philippines. Với những thành công chói lọi kể trên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lọt vào danh sách đề cử giải thưởng AFF Award Night 2019. Sự kiện sẽ diễn ra tại khách sạn Marriott Hà Nội vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Cũng liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo, vừa qua truyền thông Hàn Quốc đã bất ngờ tiết lộ mức lương khủng mà thầy Park sẽ được nhận tại Việt Nam. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, thầy Park đang tập trung cho hai trận gặp Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan sắp tới nên tạm gác lại vấn đề hợp đồng. Tờ Osen viết rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đang đàm phán hợp đồng mới với VFF. Hai trận tuyển Việt Nam tiếp Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan tại Mỹ Đình sẽ rất quan trọng. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng và chờ đợi. Ông cần thắng cả hai cho giấc mơ World Cup 2022. Hai trận đấu mang tính quyết định cho tương lai của thầy Park. Tuyển Việt Nam cần thắng hai đối thủ mạnh này để giành quyền vào vòng thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện VFF rất tích cực về việc tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáng chú ý rằng tờ Sporto Korea bất ngờ tiết lộ về mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo trong bản hợp đồng mới. Đôi bên sẽ tái ký hợp đồng và nhiều khả năng sẽ là sau hai trận đấu Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Thông tin chưa được công bố chính thức nhưng gần như chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ký thêm 3 năm với VFF. Lương của thầy Park tăng cao nhất là 50.000 USD, gấp 2,5 lần so với hiện tại. Cũng theo tờ báo này, sau khi nhận được mức lương cao, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng được giao chỉ tiêu cao như giành vé dự Olympic Tokyo 2020 hay Asian Cup. Văn hậu liên tục dự bị, chuyên gia chê huấn luyện viên Johnny Jansen không biết dùng quân. Hidden Van đang gặp khó khăn về nhân sự ở vị trí hậu vệ trái khi sự lựa chọn số 1 là Lucas Gunnberg dính chấn thương. Ở trận đấu với Groningen cuối tuần qua, huấn luyện viên Johnny Jansen đã sử dụng hậu vệ phải là Floranus trám vào vị trí này thay vì Văn Hậu. Thực tế, việc chơi nghịch cánh khiến cho Floranus không thể hiện được nhiều. Thậm chí cầu thủ này còn để bóng chạm tay dẫn tới việc Hidden phải chịu quả phạt đền, tạo điều kiện cho Groningen ghi bàn gỡ hòa. Trước tình hình đó, chuyên gia John DeWood cho rằng việc Hidden đã bỏ qua Văn Hậu để sử dụng hậu vệ đá nghịch cánh là quyết định không hợp lý. Ông này đã chia sẻ rằng Floranus khiến cho cánh trái bị chậm đi mỗi khi tổ chức tấn công.
Cậu ấy phòng ngự rất ổn nhưng tấn công thì chưa. Việc cậu ta thuận chân phải nên khi nhận bóng phản xạ đầu tiên là quay về. Việc chơi nghịch cánh khiến cho bản thân Floranus cũng cảm thấy khó khăn. Điều này đã được chính hậu vệ này thừa nhận. Vị trí quen thuộc của tôi là hậu vệ cánh phải. Tôi cũng có thể chơi bên cánh trái. Dù vậy tôi quen thuộc với bên cánh phải hơn. Mọi người có thể thấy qua những lần tôi xử lý bóng bên cánh trái, tôi có thể phòng ngự ổn nhưng lại không hiệu quả trong khâu tấn công. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.